Chào các bạn, hôm nay là ngày giỗ của bà nội mình. Đây, bà nội mình đây. Còn đây là bên này là ba với má mình đây các bạn. Hôm nay thì ngày giỗ cũng có mấy chị em về phụ. Rồi đây cũng có mấy đứa cháu đó. Cháu và cháu dâu, dâu của chị Tư. Thì cũng ở nhà làm thôi các bạn. Ở trước kia làm mà cũng hay đặt nhà hàng ta đem tới, mà bây giờ thôi cúng thì bây giờ cũng giảm, làm phải 5-8 năm gì đó, cho nên ở nhà có đứa cháu cháu Trang nó cũng giỏi, nó nấu nướng nó làm, thì bây giờ khỏi cái đặt bàn nữa. Nó mê chơi hàng sao rồi sao có bây giờ nấu thì cũng sắp xong rồi, bây giờ bưng lên để chuẩn bị cúng các bạn. Bây giờ là bác nó học suốt luôn nè, thằng Phát cũng học, thằng Phát đưa học lớp 12 rồi, giờ bác học tiếng Anh để làm hộ chiếu rồi. Hôm nay thì cúng cũng có nấu món khổ qua, thịt kho tàu, mì xào, lẩu, sườn nướng, mực xào và món xôi nữa đó các bạn. Thì cũng xong rồi, bây giờ thì bà con cũng tới rơi ra đây, cũng đang ngồi một vị bàn đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cũng xong rồi, bà con cũng ra về. Các bạn xem video, bạn xem like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn.